Thì tối chú đi đám bất cứ đám giỗ hay đám cưới ai chú ngủ chú cho thấy những người âm về đó kêu À. kêu mình là sao mày không xuống mày dọn dẹp cho tao, đốt nhang đâu cho tao. Thì Ừ. đó còn với mấy thai nhi con nít thì nói chung là mà Một cái là phần mộ của em bé thai nhi mà ở phía trên này có hai hình con gà này mọi người. chú mới nói là thích gà đó. À, bé này là mê gà. Anh vô trong đây ngồi nghỉ tí Đi, xíu vô đi trong chú, này cho cho chị. nóng Tao người. ra cho bác đây nè. Ra ngoài hả? Ờ, Ra ha. đấy. Nó hoài chứ vô làm chi. Mới này thấy chú là nằm ở trong đó đó mọi người. Rồi anh em mình đi vào thì thấy chú ra thì chắc có lẽ chú xin phép cho tụi con mọc 2 phút cho chị một xíu nha. Chú ơi cho hỏi thăm xíu ở đây á có mấy cái phần mộ cổ nào không? Một cổ bên kia nhiều, chỗ đây ít. Dạ. Một cổ ta hút rồi đó. Còn mộ thai nhi ạ? À? Đâu có mộ người lớn, ta mới chôn năm 2000 á. Có mộ thai nhi không chú? Có thai nhi vẫn như kia. Rồi mấy mộ em bé thì có ai hốt cốt không? Cũng có người thân nhân tạo cốt. Dạ. Có người thân hốt cốt? Ừ. Dạ. Rồi chú ở đây là chú làm nghề quảng trang bao nhiêu năm rồi? Này ba mấy năm không? Ba mấy năm rồi? Ba mấy 40 năm. Trước đó là chú làm nghề gì không? Hôm trước là chú đi cô đi mừng mướn thế, rồi sau là chú về nghĩa trang chú làm. Dạ. Rồi nghĩa trang chuẩn bị di dời thì cái cuộc sống của chú tính sao không? Thì tới đâu mình hay tới đó chứ giờ sao biết sao nổi. Cái điều mà anh Hớn cảm nhận á, thấy rằng là mình vào những cái khu nghĩa trang á mà chuẩn bị giải tỏa thì anh có thấy là những cái số phận của những người gắn chặt với nghĩa trang họ bây giờ tương lai họ cũng mù mịt ha, đúng chẳng rồi hạn như chú này. như là chú Hạng nè, rồi cô Nghĩa nè, rồi hôm nay thì gặp được chú nữa, là người thứ ba anh lên đây là gặp được người thứ ba mà để quản lý từng khu của mấy những nghĩa trang này. Những nghĩa trang này con nghe nói cũng 6 tháng gì nữa là giải tỏa, qua năm sau thì chú ở đây quen và quản lý như thế này nè, khi mà một ngày đó mà chú không còn quản lý ở đây nữa thì chú cái cảm giác của chú như thế nào chú? Thì cứ thấy tới đó mình cũng về rồi, tới đó thì thôi cũng mình hỏi chơi dướng bận với người chết rồi, mình cứ về coi tới đâu hay tới đó, bây giờ biết sao nổi, giờ lên nhà nước ta giải tỏa rồi mình cũng không cam đam là được, giờ tao có người thân nhân người ta bốc thân nhân của ta đi hết thì hết rồi, thì mình hết dân bận người chết thì mình làm việc khác tới đâu bình tĩnh bây giờ hết vậy. Con thì tiếp xúc rất là nhiều người quảng trang, Ừ. với Bây họ giờ là có một cái duyên gì đó đối với người âm thì họ con mới người làm âm công việc này. Bản thân chú thì chú có cái đúng duyên rồi, gì không? có duyên với mới làm được người âm này, chứ dễ vô đây làm được người âm này. Chú vô đây là làm này là ba mươi mấy bốn gần 40 năm, 40 mấy năm à, Trời ơi, còn nhiều hơn bên cô Nghĩa luôn. bốn mấy năm bốn mấy năm là gần nửa thế kỷ rồi đó. năm 1900 là 79 là bước vào chú nghĩa trang này. Trước là chú làm nghề khác, rồi sau vô bước vào vô nghĩa trang làm nó có duyên cái đó rồi ký cái hộ mình làm luôn tới giờ vậy thôi. Và còn con nghe cái duyên mà thường những người làm bên phần mà cho những cái vong linh đó như màu mã thì đương nhiên sẽ có những cái duyên đó, và chú có thể là chia sẻ cho mấy con nghe về một vài cái duyên mà chú với người âm mà để từng hiểu nhau á chú. Thì chú à, nói chung là có duyên là người âm này mình mà người âm này là người nam ta phù hộ mình, tiền bạc thì nay nó không có thì ngày mai nó sẽ có, mà người âm này mình phải làm cho cái lương tâm mình đâu đó ra đó rõ ràng rõ nét, chứ không có là lường gạt hay là xảo trá hết. Cái thứ hai nữa là người âm này linh tính cũng như là người sống mình chung mình mần là mình mới đốt nhang đi vòng vòng hết. Nếu ngày nào mình không xuống để đốt nhang hay mình làm bất cứ cái chuyện gì thì đầu óc của mình chịu không có được. Dạ. Và những một lần nào đó mà chú có thể là người âm báo cho chú những cái điều gì hay là chú gặp cái gì mà trước mắt không chú? Có chú mà không có chú này làm thì tối chú đi đám bất cứ đám giỗ hay đám cưới ai chú ngủ chú cho thấy những người âm về đó kêu À. kêu mình là sao mày không xuống mày dọn dẹp cho tao, đốt nhang đâu cho tao.
Ừ. Đó con, với mấy thai nhi con nít thì nói chung là mà là Tết với là rằm tháng 7 là cái dòng hồn đó là thiên tử ta rước nó đi, với là tháng 10 là thai nhi, là mấy cái ngày mấy cái tháng đó là mấy những cái dòng kêu chú nhiều nhất, những cái dòng là kêu như là dịch Covid-19 chú đâu xuống được, chú nghĩ là 5-6 tháng chú không xuống đây được, đi ra thì người ta chặn đường chặn ngõ xong đi đâu bao cho đi, chú mới xuống là chú dọn mà chú không có tiền, chú kêu bà xã thôi về lấy mớ gạo muối hay là cái gì đi chúng cúng, chứ không cúng là chịu không nổi, nhất cái đầu chịu không được, nó quanh hành chịu không được. Đó là vừa rồi là chú vừa ấy xong rằm tháng 7 đó, nhất cái đầu chuyện được, nhưng cái thứ hai nữa tấu ngủ mình thấy. Như vậy thì ngay tại khu vực này thì có khoảng bao nhiêu cái mộ thai nhi mà hiện giờ chú đang quản trang ạ? Tính ra là khoảng là 370 cây thai nhi á, riêng thai nhi là nít 1 tuổi chết nè đó, nhiều. Vậy là chú là không có thắp nhang cho các bé thì các bé nó sẽ khiến cho cái chú nó nhức đầu ha? Nhức đầu, hoành hành chịu nọc. Hay bây giờ mình tham quan ở cái phòng mộ của nhiều nhiều cái mình đóng chú để làm là nó về báo mộng, một hai nó phải kêu chú, giá nào cũng phải xuống để đốt nhang hay là dọn dẹp cho nó thai nhi. Ở những cô bác người lớn tuổi nữa, tại mình mặn để giờ đó giờ nó quen rồi, giờ mình bỏ không được, chừng nào tao cốt hết hết đi thì mình hết vướng bận với người chết nữa, thì cái việc đó cái việc của mình cũng không biết, thì ông trời cũng chưa khiến mình tới đâu nữa thì tới đâu hay tới đó, mình cầu chúc để cho nó được mạnh giỏi là mà bình an là được, mạnh khỏe là được, có sức khỏe mà làm được, chứ không có sức khỏe con làm nổi, đó giờ con thấy cỏ cả đó sao con vô con làm nhố nhố không nổi. Dạ đó có quay cỏ thấy cỏ luôn. Thôi giờ hôm nay có duyên với chú thì chú có thể cho tụi con đi tham quan. Thì con đi đi. Tại vì con không biết nó nằm ở đâu. Đây nè, vô đây. Chú dẫn đường cho tụi con đi với nha. Đây nè, đi vô đây mình nè. Dạ. Đây nè, chỉ ra đó tao dọn là những đó. Cái ngôi mộ phía sau này đó hả chú? Đây nè, đi ngõ nghe xe mày nè. Từ xa xa đó là mình thấy rất là nhiều. Nhiều. Ở vô sao đứt ra ngoài cái nhà mộ chú còn chậm đó. Dạ. Mình nữa. Đây mình nè. Đó, quay mấy phỉnh nè, tao làm rồi nè, cỏ rồi nè. Tại vì con muốn là tham quan là mộ của các bé. Thì đó. Tao dọn cỏ, tao chỉ nè, bên trong đó. Dọc được quá. Và bây giờ thì mình sẽ nhờ chú dẫn vào bên trong nơi có rất là nhiều phần mộ của các bé thai nhi. Và cách đây không lâu thì thầy Trúc Phương cùng với em nhân chứng cũng đã tổ chức một cái lễ cúng cho các cái vong linh của các bé được ấm áp hơn. Và hôm nay thì trở lại nghĩa trang Bình Hưng Hòa, lần đầu tiên mình mới đặt chân đến khu vực này, gần như là khá là mới mẻ đối với mình. Đó, mảnh đó. Dạ. Nè, chú làm rồi. Đây là mộ của bé rất nhỏ. Cô bé nhỏ ra, đây bé nhỏ. Bé nhỏ. Đó, đi vô. Dạ. Đây nè, bé nhỏ luôn nè. Những cái mộ mà chắc là ai đó đắp xi măng lên nè mọi người. Đây nè. Dạ. Những lắp. Đó nè. Đó, vô quay đi. Thôi mày, mạnh rồi. Vô quay đi. Thấy luôn, đó nó nhỏ nhỏ rồi. Trời ơi, trong trọng rất nhiều luôn á. Nhiều lắm. Cái điều mà anh thấy anh Thớt là phía sau này á vẫn còn rất nhiều mộ, vẫn chưa có được hốt cốt đi ha. Đi đi đi. Dạ dạ. Mình lấy xin đôi nữa đó anh con. Ồ, có bé xin đôi nữa hả? Xin đôi này cho cái bỏ luôn. Cha mẹ hỏi chú. Chú nói là hai bé xin đôi chôn cái bỏ luôn. À bên đây là cái bự với cái nhỏ đó đó hả chú? Hai cái nhỏ nè, hai cái đôi. Cái mã cặp á. Đây nè, vậy là ba mẹ sau khi chôn xong á không biết đủ lạc rồi mà ngán sao bỏ luôn. Theo như chú vừa chia sẻ tụi mình á, đây là phần mộ của hai bé sinh đôi. Khi mà ba mẹ chôn cất xong á, là coi như là không có đến thăm thắp hương gì nữa hết á, coi như là bỏ mặt luôn, khá là xót.
Và nhân tiện đây thì chắc anh em mình đi một vòng đi ha. Quá nhiều luôn các anh ơi. Mình nghĩ rằng ở xung quanh đây có những cái phần mộ đã được cải táng rồi. Còn ở đây thì rất là nhiều phần mộ thai nhi nè mọi người. Mộ cổ các bé. Và có rất là nhiều người sau khi chôn cất những cái người thân của mình á. Một là do công việc làm ăn, hai là do điều kiện kinh tế. Thậm chí là họ cũng không nhớ rằng là đã từng chôn những các bé, những cái đứa con mà được vài ba tháng tuổi. Cho nên là đến đây thì đôi khi những cái đoạn clip này cũng cho mọi người nhớ lại những ký ức mà có lẽ là những người thân đây của thai nhi rất là nhiều. Mình đi mình rất là sợ đạp lên ơi. Quá trời luôn nè. Đây đây nè. Mộ này thì riêng cái mộ này hình như có đánh số sao ta? Mộ này cái đánh số sẽ được chính quyền bốc mộ. Còn những cái phần mộ này không có đánh số cho nên là không biết tại sao. Đâu, mấy cái đó ta đánh số là những người ta cúng ta lại ta chính chủ đề. Ui vậy hả? Xin số đời. Rồi, xin số đời mà phải quẹt cái đỏ lên cái phần như thế này. Mình không khuyến khích cái chuyện tới đây cầu cơ hay xin số tại vì các cái vong hồn của các bé nó không có được siêu thoát. Ồ quá trời, em nít em bé luôn nè anh. Em bé nè. Không có tên tuổi gì hết hả chú? Ôi trong này nữa kìa. Ôi trời ơi, nhóc hết trơn kìa. Có những ngôi mộ mà đấy là hình con gà nữa ha. Con gà hồi đó bị sao vậy? Nhỏ là chết rồi, nhỏ gà cũng chết rồi. Rồi nó đổi đến con gà. Ôi đây ôi. Là một cái phần mộ của em bé thai nhi mà ở phía trên thì có hai hình con gà nè mọi người. Chú mới nói là thích gà đó. À, bé này là mê gà. Quá trời phần mộ. Cực trong, kỳ nhiều luôn anh. Trong đây là mộ thai nhi là nhiều nhất luôn ha. Chú ở trong đây nè chú, những cái ngôi mộ thai nhi trong đây nè, có ngôi mộ nào mà từng rõ ràng nhất mà chú từng bị những cái cháu đó mà để kêu chú không? Có mà cha mẹ nó bóc lật lên nhìn được là bóc lật. Dạ, cha mẹ đã bóc lên rồi. Bóc lật. Nhỏ như... đó hồi đó là bỏ quan luôn, là chú thấy vậy rồi chú kêu bà xã, tôi bằng có tiền thôi, tôi thấy nhỏ đã lên bà. Mua vài cục gạch và xây cho nó. Rồi xây cho nó sao là cha mẹ lên nhìn kiếm được mà bóc ra. Ở nước ngoài bóc ra. Chú thấy linh là làm cho cháu. Ừ. Và cái điều mà không phải, không phải linh mình làm hết mà mình thấy con nhỏ nó có duyên với mình. Rồi sau này cha mẹ lên tìm kiếm được rồi chú dẫn lời. Rồi nó mình đơn ta bóc ra. Lâu rồi, bóc ra như năm 2008. Những cái phần mà người ta bóc ngôi mộ lên gì là mấy con không biết rồi đi ngang có sao không chú? Người ta bóc hết rồi. Bóc hết rồi. Này, bóc. Tại vì cái đường đi... Úi da. Bóc rồi nè. Theo như nãy chú chia sẻ với mấy anh em tụi mình á, là từ cái đợt dịch Covid đầu năm 2021 cho đến hôm nay, chưa có ai đến đây để cúng kiến hết. Năm ngoái thì có được thầy Trúc Phương và em Nhân Chứng đến làm một cái lễ cầu siêu cho các bé. Gần hơn một năm rồi. Và thiệt ra thì cũng không trách ai được. Tại vì để đi vào nghĩa trang Bình Hưng Hòa như thế này á, đi một hai người không dám đi đâu. Mà ngay cả hôm nay anh mấy em mình đi cũng khá là đông. Tại vì thứ nhất là một phần là sợ. Sợ vì cái cảnh ở đây quá là quan tài. Một điều sợ nữa là thiệt ra sợ lực một số người xì ke ma tí. Và vào trong này á, nếu mà đi một mình hai mình sợ, một cái sợ nữa là sợ bị cướp. Cho nên là nãy chú cũng khuyến cáo là phải giữ xe cẩn thận nè. Và ở đây thì gần như rất hiếm khi mà nghe thấy bóng người đi ngang qua. Ngay cả những cái bé ồ hình mình thấy có hình luôn. Đó là bé là ta có thân nhân. Thân nhân. Được một tuổi. Cái này cũng phải một bé không bé chú? Cái này thai nhi. Má trời luôn hả? Này nè. Mấy cái này ta có thân nhân. Có mấy cái thai nhi gì nữa không có. Ở những cái con đường phía sau con là đi ra đâu vậy chú? Con đường này đi qua là bên của thằng Thượng Nông. Nghĩa trang của Thượng Nông nằm bên đó. Còn nghĩa trang Vũ Bản nằm bên đây.
nếu mà để lâu năm anh hớt không có cái việc mà hốc cốt á, hoặc là không có người đến dọn cỏ thì những cái phần mộ này sẽ bị sập, bị bể, và dần dần người ta cũng không biết ở đó là có những cái tro cốt của các bé. Mà đặc biệt là các bé khoảng 3-4 tháng tuổi thì nó chỉ là một cục máu nhỏ thôi, nhưng mà đã có linh hồn rồi. Nhân từ đây thì anh quay cảnh cho bà con cô bác cùng xem ha. Quá nhiều. Mà mình để ý á Phong, là thường thường trong cái những nghĩa trang Bình Hưng Hòa này á, mỗi một khu vậy là có một tượng đến hai tượng ông Phật, ông Địa Tạng. Địa Tạng Vương Bồ Tát. À. Theo cái tích của Phật giáo á, là mọi người có xem bộ phim Tây Du Ký thì mọi người cũng biết rồi. Địa Tạng Vương Bồ Tát sau khi mà đi Tây Thiên Thỉnh Kinh về á, thì lại không có muốn lên trên trời, mà muốn xung quanh với chúng sanh để làm sao mà tất cả những cái người mất họ hồi hướng về Phật. Cho nên là những cái bức tượng Địa Tạng này đặt ở khu vực nghĩa trang này như một cách để giúp cho những cái vong linh ở xung quanh này hồi hướng về Phật. Và cái sự linh thiêng được thể hiện ở những cái cây này, như cổ thụ như thế này anh. Khi mà mình đến những cái nghĩa trang đó, thì đặc biệt là khu vực nghĩa trang Bình Hòa, anh bắt gặp hai cái loại cây rất nhiều. Đó là cây bồ đề. Bồ đề. Bồ đề hay mọc ở xung quanh những cái tượng. Và một cây nữa đó là cây Bà Đậu. Bà Đậu. Ngay mấy những ngôi mộ. Những ngôi mộ mà đặc biệt là những ngôi mộ vô danh. Giống như mọc để che chở cho ánh nắng, che mưa vậy. Dạ. Hôm nay thì chắc có lẽ một lần nữa mấy anh em cũng có dịp về nghĩa trang Bình Hưng Hòa, cũng chia sẻ cho cô bác anh chị rõ thêm một cái khu nghĩa trang mới hả anh? Hả? À. Và ở đây thì có rất là nhiều thai nhi, và phần lớn là các bé vô danh. Thì đoạn qua đoạn clip này, mấy anh em cũng muốn một cái thông điệp nhỏ nhắn nhủ cho bà con bác nào nếu có thời gian, có điều kiện thì có thể đến đây thắp nhang cho các bé được ấm áp hơn.